Hôm nay hào hứng quá, đồ về vui quá luôn mọi người. Vui mọi người, đây là một cái combo camping mà mình nghĩ nó chọn gói rồi. Để ngại tìm hiểu thì cứ tham khảo mà mua. Vì loanh quanh chi phí dưới 2 triệu thì mà full hết đồ chơi này thì không có thời gian mà chơi thôi, chứ tiền nó không đáng vào bạc cả. Ok, lên hình nhanh anh em ạ. Tình hình là mình vừa mới nhận một đống hàng và rất là nhiều pa đồ ở trên đây và mình sẽ unbox. Mình rất vui mọi người, đây là một cái combo camping mà mình nghĩ là nó chọn gói rồi. Đây sẽ là cái bước đầu tiên mình nhảy vào cái hố vôi camping này. Nó rất là nhiều và các bạn xem nhá, xem cái đống đấy của mình. Mình quá là phấn khích đi. Mình sẽ để lên đây, nó sẽ có những gì, có rất là nhiều thứ các bạn ạ. Và đặc biệt là cái mức đầu tư của nó cũng rẻ thôi. Đấy, anh muốn để nó trọn bộ loang ngoằng hết ở trên mặt bàn này. Đấy, đấy. Đấy, và thậm chí là cả cái này nữa. Hết rồi, các bạn thấy không, một cái đống này mình vừa mới bóc qua ra để cho cái anh shipper ấy, anh ấy quay clip là check nhận hàng. Còn bây giờ mình sẽ unbox kỹ và mình kiểm tra từng cái món đồ này một để cho các bạn xem nó sẽ có những cái gì. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ hết cái đống này xuống. Món đồ đầu tiên mà mình nghĩ là camping mà ai cũng cần phải có đầu tiên luôn là hồi trước mình cũng mua một cái rồi, nhưng mà mình mua cái này nó tiện hơn. Đấy chính là một cái lều, và mình lựa chọn một cái lều tự bung. Và tất cả những cái sản phẩm này mình cùng mua một shop hết để cho họ gửi đồ cho mình nhanh nhất có thể. Và thứ hai nữa là mình thấy cái giá thành nó không chênh nhiều lắm thì thôi mình cứ mua một chỗ, sau này bắt vạ thì nó tiện hơn. À, cái túi này hơi bị rít nha. Đây, em có thể quay vào cái mép này này. Đấy nha, nó hơi bị rít. Rồi, bây giờ mình sẽ giật ra. Thì cơ bản nó là một cái lều thôi, và mình mua cỡ 2 đến 4 người để cho nó thoải mái. Đây, thì mình nghĩ là cái vị trí này thì mình chưa nên bung, tại vì tí nữa mình đi làm luôn. Về cây que thì mình sờ nắn qua thì thấy khá là ok. Rồi, ok, vậy là chốt một cái lều tự bung rất là gọn. Cái túi, cái kiểu dạng dây zip như này thì mình không đánh giá cao lắm. Này thì nó mỗi lần tắm ra tháo vào này không được nhanh, và cái loại này nó không được chắc. Ok, nhưng mà xong một cái lều. Tí mình sẽ thu lại một đống dây tăng nữa. Ok, có lều rồi đến cái gì, có lều rồi thì phải có bàn. Một cái bàn như này á, không, một cái bàn gỗ như này thì cầm đi nó không được bền về thời tiết, và thứ hai nữa là nó không thể gập gọn được, nên là mình đã mua thêm một bàn. Cái bàn này thì cũng rất là đơn giản thôi. Đây là bộ chân của nó này. Ok, ngó qua bộ chân, bạn mình nó dùng cái này nó giữ lắm, và mình thấy cái bộ này nó mở ra khá là nhanh, khá là tiện, nên mình quất luôn. Đây là cái khung, ấn vào đây. Rồi, ok, xòe ra đây, xòe ra. Rồi, tôi hiểu. Cái khung này xòe ra như thế này, sau đó ấn vào đây chăng? Đúng rồi, ấn vào đây và nó sẽ cố định được cái khung. Ok, cũng hợp lý thôi. Ok, tiếp theo đây là cái mặt bàn rồi nhá. Bây giờ anh em không phải ăn lông ở lỗ rồi. Ui, cái dây chắc quá đi. Tun, cảm giác unbox và kiểm tra đồ thật là vui. Nhìn đây, xem mặt sau này các bạn ơi. Đấy, thì nó nếu mà bung ra thì nó sẽ như thế này. Ok, đầy đủ. Và màu rất là xinh. Và cái thể loại mà nó làm bằng những cái tấm kẽm nhôm này thì nó sẽ bền hơn ở ngoài trời. Và khi đi mang lại thì nó bền hơn. Đó, gập gọn vào nó sẽ như này chắc. Ok, xong cái bàn. Đồ gì xong tôi sẽ để xuống dưới. Có 4 cái túi đen như thế này. Tôi sẽ bóc một cái thôi. 1, 2. Và cái túi thứ tư là túi này. Thì nó chính là cái ghế kéo ra phát là hạ mông xuống mà ngồi thôi. Ở bên này có thể để thêm là các bạn có thể để thêm quỹ đen này, ví này, sạc này, loa, cái gì cũng được. Nói chung là cứ nhét hết vào đây. Đấy, thế nếu mà tôi có một talk show thì tôi sẽ mời một người ngồi bên cạnh tôi. Ví dụ như là bây giờ tôi mời Giang vào đây vào hình như sao nào. Ngồi unbox cái ghế sao nào. Unbox một cái thôi, 3 cái này bỏ xuống. Ok, cảm giác ngồi thế nào em? Thấy khá là chắc chắn anh ạ, và thoải mái lưng, khá là mềm. Ok, anh xin phép sờ mông của mẫu xem là có ngồi hết được không nhá. Thì đây các bạn ạ, mẫu mông khá là to.
mông size bao nhiêu nhở? Đi giày size 42 đúng không? Giày size 43, mông giày đó. Giày size 43. 39 ạ. Ok, mông khá là to nhá, thì đây bên này thừa hai đốt ngón tay như này. Thừa nhiều, bên này thì tương tự rồi. Đấy, có độ ngả đúng không? Có anh ạ. Ok. Mông mẫu này bị cột sống nên là ngồi ghế này rất là vừa. Uy tín để đi chân ghế. Ok ok, được rồi, tiếp. Tôi sẽ unbox tiếp món đồ tiếp theo. Có đồ này rồi thì tiếp theo sẽ là gì? Đấy, tiếp theo sẽ là lửa, vang lửa về bàn. Thì là một cái bếp ga du lịch. Sổ ơi, như kiểu chơi đồ chơi trẻ con nó vui các bạn ạ. Và cái loại này thì tôi có lưu ý là tôi hôm trước thì tôi ngồi thử với bạn tôi rồi. Đấy là bọn tôi ngồi ở bãi biển, nó không có cái chắn gió nên là rất là lâu thì mới chín được nước, sôi được nước của bọn tôi pha cà phê. Nên là tôi cũng mua một cái ấm tản to hơn, cộng thêm là tôi đã mua cái lưới sen chắn gió. Và cái ấm này thì nó đi cùng cái bộ gì? Chính là cái bộ ấm bếp ngoài trời này. Đây là đồ để rửa vệ sinh. Còn cái bộ nồi chính là ở đây này thì sẽ có gì cũng đảo cơm vui như kiểu chơi đồ hàng. Rồi mấy cái nồi cầm quay như thế này và màu cũng rất là xinh, chắc chắn nha. Đấy, có thể là nấu cơm nhưng mà chắc chắn là đi camping thì sẽ nấu mì tôm với lại rán xúc xích thôi cho nó nhanh. Nếu mà săn bắt được con gì thì mình chén chảo nữa này. Ốp la trứng, ok, perfect, nhìn xinh. Nhưng mà vẫn chưa xong các bạn ạ. Các bạn nên biết là tất cả những cái bộ này tôi mua không phải là đi camping, mà thực ra lúc đầu ấy, nó phục vụ một cái mục đích. Lúc đầu của tôi hơi buồn cười. Đấy là phục vụ cái mục đích là cho cái bộ này. Đấy chính là bộ pha cà phê theo kiểu đấy, tiện thật. Mở ra cái thơm nức luôn. Khoe cho mọi người tí. Nhìn nó hơi xô lệch một tí. Thì nó có gì? Cái ấm nước pha cà phê, rất nhiều túi lọc dùng dần, cốc của khách, đĩa con cá thần tiên cú tê. Ok, tạm bỏ cái bộ nồi này xuống nghe. À mà vẫn đủ, thôi tôi cứ để đây tiếp. Rồi để bộ rửa bát lên đây. Cái cối xay cà phê. Đây, hai hộp cà phê. Các bạn thích cái loại nào thì tôi xay loại đấy. Robust và Arabica thì bình thường thì sẽ mix vào nhau. Cái này thì để xúc cà phê. Thì lúc đầu là chỉ định chơi bộ pha cà phê thôi. Xong rồi đi ra ngoài phát hiện ra nếu mà mình cầm những cái bộ bàn ghế này thì nó lòng hoảng. Hay là mua thêm bàn ghế rồi thì không có nước đun thì là chơi bình ga nhỏ thì mua thêm bộ này luôn để đun nước với lại tiện ăn uống camping luôn. Thế là nhảy vào hố vôi. Nhưng mà cái bộ này tôi đầu tư nó rất là rẻ, và tôi thấy là mọi người lúc đầu mà mọi người chơi thì mọi người cứ chơi y xì nguyên cái bộ này của tôi. Thì tôi sẽ để một cái link Shopee ở dưới, mọi người tham khảo. Ngại tìm hiểu thì cứ tham khảo mà mua. Vì loanh quanh chi phí dưới 2 triệu thì mà full hết đồ chơi này thì không có thời gian mà chơi thôi, chứ còn tiền nó không đáng vào bao cả. Bye, xin chào mọi người và hẹn gặp lại ở những cái video chill lần sau. Hôm nay hào hứng quá, đồ về vui quá luôn mọi người. Yeah, bye. Hẹn gặp trên những cung đường nha. Anh em giao lưu thì uống cà phê với nhau. Bye.